cả nhà. Sáng giờ là còn đi giao bánh tét nha cả nhà. Đó, giao gần xong rồi đó cả nhà. Đó, hôm nay là bây giờ còn sẽ ghé qua chị đẹp để cho chị đẹp một cặp bánh tét nhân mặn với nhân ngọt nha, nhân mặn với nhân chuối. Đó, một cặp bánh tét này là do chị Phượng ở bên nước ngoài, chị đó cũng hay mua ủng hộ cái viên chiên cho cô Phương đó. Chị đó là cũng có mua 60 cặp cho còn và tặng cho tất cả nhân viên Lan Quế Phường với anh em YouTuber, chứ không có tặng cho dì Chức một cặp và chị đẹp một cặp nha. Đó, giờ còn sẽ thẳng tiến ghé qua nhà chị đẹp để tặng cho chị đẹp một cặp bánh tét. Nãy còn có gọi cho chị đẹp mà không biết chị đẹp không nghe máy, không biết chị đẹp có nhà không nữa. Tiện đường thôi, sẵn còn cũng ghé luôn coi có chị đẹp không, sẵn đưa cho chị đẹp luôn. Đó, chị đẹp đang ngồi nằm cái xem cái gì nha cả nhà. Đó, chị đẹp đang nằm xem cái gì nha. Để toàn vô im lặng coi sao. Đó, giờ còn vài đòn nữa hết rồi. Đó, chị đẹp đang xem dự báo thời tiết. Danh niu nữa gì trời. Gì danh niu của đây đâu anh niu nữa. Ai biểu lại vô vô hồn. Phát ngôn là lộn rồi nha, không có được nha. Tối nay chồng nó bị thần kinh rồi. Vui vẻ không quà nha. Gì vậy? Bữa nay có quà lấy không? Tao biết ăn ngon thiệt. Gì? Ai có quà ấy? Tao biết ăn ngon. Ủa bánh cát. Chị không biết ăn hả? Bánh cát của người Hoa mà sao không biết ăn? Thôi cắt cái gì xíu đi chế nắc nẫn. Ủa tôi dơ quá anh, ở gì tôi chưa tâm nữa kìa. Tôi giỡn mà tôi bị bệnh rồi. Giờ có ăn không? Không, không biết ăn. Ủa không biết ăn? Mẹ không biết ăn đâu. Không biết ăn rồi cho anh chế ăn đồ không? Chiên hả? Là chiên không có nhịn đâu, mai tôi còn làm tới nữa kìa. Ý là chế chế biết ăn mà anh chế biết ăn không? Biết giờ đi còn nhẫn nhịp nhà Tết. Nhưng đó, mà không anh chế có biết ăn không? Thì giờ cái đó không chiên. Anh chế có biết ăn không? Biết. Thì lấy để không cho không anh. Không đâu mà chiên. Ủa đâu cần chiên? Thôi chiên mới ngon. Chiên mới ngon. Thế ăn không đâu mà chiên. Mai đi còn làm nữa cơ. Làm gì nữa? Làm trong nữa, đi mua đồ nữa. Nhìn em nhìn nó chế mẩy rồi đó. Phải không chế? Chế làm mình làm mẩy đúng không? Tôi ăn cháo rồi. Ai có gì không vậy? Gì? Tôi ăn cháo rồi. Ăn cháo gì? Ăn cháo rồi đi tắm. Nè chế. Không biết ăn đâu, chứ có ăn không đâu, mai tôi làm. Thì đó chế. Ủa chế không cho anh ăn chế ăn hả? Không, tôi không có không. Mai tôi còn lau cái này nữa, sạn cái này nữa. Rồi còn cúng má tôi nữa. Đấy. Đó, còn đem qua chị đẹp, chị đẹp nói chị đẹp không biết ăn nên chị đẹp không không nhận. Ăn cháo hả? Ừ. Cái đó xài nhiều tiền lắm, ăn cái này đấy tắm mà dơ quá à. Tôi có ăn không chiên đâu, còn lau cúng má tôi nữa cờ. Ờ, bữa em cho tiền chế chứ mua đồ cúng cho má chưa? Mua hết chảo rồi. Gì? Mua hết cái này nè. Mua hết gì? Đó giờ chỉ ăn cháo trắng với ăn thịt. Quá cái này giờ bạn. Cà phê nữa. Xài hết mẹ rồi. Chỉ xin cho còn chứa lụ nữa. Mua gạo hả? Mua hết gạo rồi. Mua hết gạo trăm mấy, cà phê trăm mấy là ba sĩ rồi. Mua hết chai dầu nữa. Mua gì? Ba chai dầu nó hết tiền luôn. Ủa chứ không qua nó mua hai cái đồ cúng đâu. Đưa trên đầu rồi. Còn cái gì còn chai 2 sĩ nữa. Gì? Cái gì còn chai xỉn, không có dảnh đâu, còn làm quá trời việc luôn á. Cháo không? Gì, ăn cháo không hả? Em ăn cháo lòng rồi, có lòng không? Ăn gì? Chế kêu em ăn cháo về, em ăn hết cháo để lòng thương ai đây? Em ăn cháo lòng à?
Ủa sao nãy không qua đây chứ không ăn, giờ qua đây chứ ngồi ăn? Thì qua đây rồi nói chuyện mà phải ăn chứ không phải đi nghỉ ngơi. Ăn được có sức mới nói chuyện với em được phải không? Không phải đâu, đi xin tiền. Hôm qua đi đâu vậy, không thấy ai hết vậy? Gì? Hôm qua đó. Qua thấy chế sợ quá nên trốn, hôm qua về quê ăn đám cưới. Chế sợ thôi. Sống sợ. Trời ơi, chế thấy không, em nói chuyện, em nói rồi, chế nói đâu, chế đâu có nghe lời em nói đâu. Giống như người ta nói trên mạng, người ta nói chế nói là nói, tò, em nói là em nói. Em gì xin đi. Rồi bây giờ chế muốn sao? Muốn năm sỉ. Năm sỉ lần sau. Mùi bọt cũng mất rồi. Chưa đau, chưa cúng đâu, để cuối cuối mới cúng. Mai đi còn đau hai cái giờ năm sỉ, giờ hết đứt 500 cái đi cho năm sỉ. Nè, bây giờ hết đứt 500 cái đi. Giờ hết... còn đâu cái này nữa. Bây giờ chế cứ hết đứt 500 cái đi, em đếm đủ. Bây giờ hết được nhiêu cái cho bao nhiêu tiền trước, chơi không? Hết đứt đi. Một cái là 1000. Vui vẻ không quạo. Chơi không chế? Ăn đi, ăn rồi sức có sức hết đứt. Tôi còn làm nữa hết rồi. Ôi, ngày nào chế cũng làm hết rồi, em thấy chế là. Mình tết tới mà em thấy chế làm cũng rồi, chế cũng làm mà làm mình làm mẩy á, đúng không? Làm mình làm hết tết mà làm mình làm mẩy giờ có lấy tiền không? Lấy năm sỉ. Năm sỉ hất đứt đi 500 cái. Ừ. Gì có làm mới có ăn chế ơi. No. No hả? Có còn gì nữa không? Gì? Tăng xong đi tắm. Không. Lên đầu làm nữa. Em qua đây là em chuẩn bị kêu người ta qua kinh cái tủ lạnh với cái gì đi. Chứ mà chết nha, lại cũng chết đó, thương nó dễ sợ luôn. Thương có ngủ có ôm không? Nó sạch sẽ chưa? Hồi đó mẹ đi dơ quá, bây giờ nó sạch sẽ. Đó, đây là bây giờ có sữa, có nước suối, có coca. Chế kêu được có ăn rồi. Có nhãn, có ô long. Trời ơi, cái này coca đợt này không có bán hả chế? Cũng giao thường mà bán gì? Trời ơi, cái gì em mua ba mà chế bán này, chế mệt với em đó. Ai uống không vậy? Không rồi. Đồ đồ của em đem qua ai không biết chứ em đem... tính đến cho manh tôi mà tự nó đòi hết giờ. Ừ, em đem qua mà chế mà bán đi là em đem về là hết luôn á. Tôi tính đem cho manh mà tự nhiên mà hết luôn à. Tính đem cho manh nó mà hết luôn. Nói chung cái tủ lạnh này là bữa giờ là em rồi, bây giờ cái tủ lạnh này là bữa giờ em cho chế cho vui thôi chứ qua Tết là em lấy lại đó chế, chân Tết á. Chế biết đồ chân vậy? Không? Có bị khùng không vậy? Chế biết đồ chân không? Trời ơi, giờ chế muốn nói em cái gì chế nói đi, có đâu. Vậy đó, bà em mua lâu chị xin với anh người Việt mua. Ờ, cái tủ lạnh này là của em đem qua nha. Rõ ràng nha, em trả tiền nha. Mà đúng rồi, với thằng người Việt nữa. Ờ, đó. Nên nó qua Tết là em chủ yếu là Mạnh Thường Quân cho chế là để trưng Tết cho đẹp nhà đẹp cửa thôi. Giống như người ta lợi cái chúc Tết, người ta thấy nhà chế là chế không có vui vẻ đúng không? Đi múa lên rồi. Ừ. Rồi qua Tết là em kêu người qua cẩu đi luôn á. Nha. Bữa nay có cho tiền tôi không? Mà qua Tết mùng mấy cậu đi được? Mùng 2 đi còn cúng mà mùng 3 nó dành ra. Ờ, mùng 3 là em kêu người qua ginh ginh cái tủ lạnh đi nha. Đi qua dầm nha, đừng làm bị bã nha. Đi qua gầm mới ginh tủ lạnh đúng không? Đi qua dầm á. Ý là qua gầm mới ginh tủ lạnh đi đúng không? No luôn. Thôi con em biết à. Qua gầm là em ginh tủ lạnh đi chứ. Mùng 3 dì xin kêu tháo miếng này nè. Cho miếng này nó sạch sẽ mà. Dì xin kêu tháo á. Nói chung giờ chế tháo không tháo là cái chuyện của chế, mà qua qua gầm là em kinh cái tủ lạnh này đi em kêu người ta. Tại vì bữa giờ có hành kinh không vậy? Cái tủ lạnh này thì tủ lạnh này không phải em mua, em thơi lại của người ta. Cho luôn đi cái hành kinh. Ủa này em thơi mà, cái ngàn cái lợn cái lấy lại thôi. Nha. Có gì làm gì làm, có gì ôm cái tủ lạnh ngủ ở đây cái gầm đi chế. Gầm tháng giêng á là em qua em lấy lại nha, không có cười nha, cái này nói thiệt đó. Cái trả lời thiệt đó, đâu phải hành kinh đâu. Tối ngủ á. Cho anh ta. Cho anh tắm được đấy đợi. Tối ngủ lấy băng keo quấn vô cái tủ lạnh ôm nó lại hay là chui vô cái tủ lạnh ngủ. Rồi chứ 15 này là. Trời em không biết, em thôi người ta, em thôi đủ ngày giờ em phải trả lại thôi chứ giờ làm sao. Cái này không phải là em lấy là người ta. Bánh canh cua nữa không? Gì? Nhiều quá bánh canh. Ừ. Đó qua gầm rồi. Qua gầm là bắt đầu chế đừng giờ có gì nói chuyện với nó nói đi nha. Tối nay ngủ nhìn cái tủ lạnh nói chuyện đi chế. Nói cho đã đi nha, rồi cái qua gầm là bắt đầu á là em lấy tủ lạnh lại đó chứ đừng có buồn nha. Nha. Tất nhiên là buồn hả? Sao buồn? Tất nhiên là. Cái này mình thơi mà đâu phải mình mua đâu. Muốn chứ là tháo da chạy nữa hả? Gì? Cái kịch có nào không? Có cái tháo da nữa. Ủa sao đang ăn tự nhiên đậy lại vậy? Nó ăn tiếp nữa. Một gót tấm tôm ăn nữa. Ăn cháo nó ăn hoài luôn à. Ăn cháo có đá bát không? Một đá ăn hoài không? Ăn cháo không có làm như vậy đâu thì.
À, ý là mình sống thật thà đúng không? Không có ăn xong mà phổi đúng không? Ừ. Ăn cái thằng nó làm vàng nè, nó cho đi năm chai có tiền để trả ơn cho nó luôn. Nào. Nó cho đi năm chai. Nào làm vàng. Ăn lòng á. Đó có vợ con rồi. Nó cho đi năm chai đựng rồi, nó thấy được khổ quá. Đâu cho lâu chưa? Năm chai mười mấy năm rồi. Mười mấy năm giờ còn nhớ luôn hả? Bây giờ hả? Đi có tiền để trả ơn cho nó luôn. Bữa em cho chế 50 chai chứ nhớ không? Nhớ không chứ? Gì sao không nhớ hả? Hết rồi. Hết rồi gì mới cho chứ 50 chai đó. Hãy đăng xuống đây tắm nha. Thôi giờ nó chứ về em qua đây chủ yếu là thu lại cái thùng nước ngọt làm cái trước đi. Rồi thu đồ lại từ từ. Giờ lấy nước ngọt trước. Rồi để lấy hộp bánh. Hộp bánh đâu? Hộp bánh đâu? Dạ con giao thừa. Con giao thừa gì mà đón. Bây giờ bắt đầu đồ. Đồ có hạn sử dụng rồi, giờ hết hạn rồi bắt đầu phải thu hồi lại. Cái tủ lạnh là cho đón vô thừa nè. Tủ lạnh là đón xong vô thừa cho đón luôn cái dầm tháng giêng luôn. Tôi còn lên đầu làm nữa đâu có dặn không. Lên đầu không? Tôi dọn dẹp cái chợ đại dây á. Lên đầu quay không? Ủa chứ em có ăn cơm hả? Ăn rồi về chết á. Chứ em có ăn cơm hả? Ăn cháo mệt quá ăn cháo. Em mà đa số em ăn cháo lòng không à. Em ăn hết cháo để lòng thương ai. Em thích ăn, người ta thích ăn cháo trắng. Ừ. Ăn cháo lòng chết chết hả? Ăn vô chết chết hả? Mày chết ai quá, mày đi chết đi ăn đi. Mày không chết mày đi ăn đi. Mày đi lên lầu làm nữa nha. Ăn cháo ngoài cháo bò viên chưa? Hay cháo bò chưa? Nhà có quan âm không có ăn được. Không ăn được gì chứ? Quà có quan âm bò, tao không có ăn thịt bò được. À, chứ không ăn bò được á. Rồi chứ ăn thịt người được không? Ngon. Không luôn hả? Mình thương người ta không ăn được. Này em thấy em, ở chế có một cọng cốc bạc. Em ăn chó không á. Không em thấy ở chế có một cọng cốc bạc, nó đứt ra dài, nó lòi ra ngoài. Dạ, nhiễm mai, mai đi cởi đầu đi, nhiễm nữa rồi. Có tiền không mà đòi nhiễm. Qua cho bà xin nó có trăm rưỡi à. Ca nhuộm chứ không có ca nhiễm nha. Nhiễm là nhiễm màu. Qua cả bà Xuân đó. Hát trông dưỡng đó. Dạ mua thuốc đi em nhuộm đi. Có nhiêu đâu, có 30 ngàn à, là nhuộm được rồi. Nhớ nhảy gì nhà đúng rồi, cầm chiên nha. Rồi làm đồ cúng nha. Tôi còn làm đồ cúng nữa. Bây giờ có làm sao không? Thì đi chơi mới quay phim vậy. Rồi giờ ăn xong rồi bỏ cái chén đúng không? Lên đầu làm nữa. Đi tắm nữa, chơi mới đi quay phim. Đừng có quay nữa, giờ hay. Ờ, nãy giờ nên em quay cái điện thoại thấy mùi hôi hôi luôn á ché. Bốc mùi luôn á. Ủa ngày ché cắm mấy lần? 2 lần. Ờ, ngày cắm 2 lần luôn hả? Rồi, mấy giờ cắm, mấy giờ cắm? Bữa nay bữa giờ cắm, bữa cắm. Ừ, tôi có. Tôi lên đầu làm nữa nè, đi hả? Đi. Đi không? Đi tới đất làng nha. Từ từ. Đây, đi làm nữa nè. Lên làm gì ché? Đi làm hoài mà không. Trời mới thấy nãy ngồi coi cái gì em lại cái nó chế nó làm. Chế này hay thiệt á. Nãy làm có đi sớm về sớm. Trời ơi nãy thấy chế ngồi chơi. Rồi bắt đầu thấy em qua bắt đầu chế làm. Thì cũng lát đi cũng làm. Ủa chế đi chế không sợ cái hả? Quen rồi. Nhảy thử đi chế coi sao vậy á. Muốn đi chết hả? Bữa nay có ai cho tiền tôi không rồi? Có. Có người cho tiền. Cho tiền đi tấm nọ. Có tiền cho, có người cho chứ. Ai? Thì cái hất đất đi 500 cái 500 ngàn. Nào. Nào, cái tiền cũng chết rồi. Thấy là sẽ chưa. Rồi xuống tắm. Tắm cho mau cho cháu nó đi nữa. Ủa chế dọn nó lên làm gì ạ? À sáng rửa sạch đó. Người ta kỹ lắm. Rồi xong rồi. Thấy đi sạch sẽ chưa? Quá sạch sẽ chưa? Ừ, tự nhiên lên dọn như là xong hả? Ừ. Rồi sao lẹ cái gì? Rồi cúng nữa. Dọn lẹ cái gì? Thấy cái làm nhanh mà anh tôi mộ. Trời cái làm gì cũng nhanh lắm á. Rồi thấy sạch sẽ chưa? Anh tôi nó mộ quá trời luôn. Anh thương quá, anh mộ quá trời luôn. Bởi vì tôi chết để bao lâu cho nó lâu. Thiệt á, không có ai lo anh đâu. Anh mộ dễ sợ luôn á. Vậy tôi cũng sẽ
lắm. Sao chế hương anh chéo quá vậy? Thì anh em không thương thần kinh hả? Anh chế chữa chế có buồn không? Uống thì em bị bệnh. Ai bệnh? Anh thì bị bệnh. Ủa chứ không phải chế hả? Hai người đó. Ủa ai nặng hơn? Thì tôi nặng hơn anh, tôi nặng hơn anh tôi. Tôi nặng hơn từ 5 năm rồi. Ờ anh chế nhiêu năm? Tắm nha. Ờ chế cắm em về nha. Cái bánh tráng sao? Không có ăn đâu, không có lời dảnh. Rồi. Chứ còn làm nữa. Đó chế không lấy. Nói chung em lấy em sẽ tặng lại cho người khác nha. Cho tiền không? Không. Cho tiền là thì có cho tiền mà hất đứt 500 cái đi cho. Để còn làm nữa đó. Có quay mà chứ chưa tâm người bây giờ muốn chết. Hồi nãy giờ đứng đứng kế bên chém mà em đính thở luôn á chứ. Ai biểu hiện quá ai đi đi. Em không có dám thở đi luôn á. Đi đi. Nguy hiểm quá. Sợ giờ lắm ai mà chưa tâm không qua. Đi sợ giờ lắm. Rồi thôi vậy à. Có ai mà chưa tắm hả tôi không ngồi kia đâu. Đi cho nó sạch sẽ này trước mà. Cho hết sạch sẽ này nè. Anh đưa quần áo hàng này nữa kìa. Quay, hàng hiểu. Ghê. Hàng hiểu luôn. Hàng hiểu luôn hả ghê. Bác sĩ hai luôn. Anh chế được mấy bộ đồ. Bác sĩ hai. Vậy hàng cây cỏ kìa. Đó, hàng cây cỏ không. Toàn là hàng cây cỏ không kìa. Hôm bữa dì Xuân mua mấy bộ đồ cho ché đâu? Là bỏ hai bộ. Hai bộ mấy đồ đâu hết rồi. Thưa mà để tết mới mặc. Không có bán nha. Mày khùng hả? Ai mà mua? Ai mà mua cái đó mày thì khùng hả? Thì tặng cho anh chơi không sướng hả? Ủa đồ con gái mà sao cặn? Không phải thấy vô mà mua lờ để tặng cho anh tôi không sướng hả? Khùng hả? Tôi lao hoài đi hết nhớ mà lao hoài. Dạ bây giờ sao? Mày đi tắm nữa không? Mày đi tắm thì chết cho mày coi luôn. Gọi đi. Mày mau quay đi tắm mày chết chắc cho anh. Trời ơi, nghe chế nói thấy chế chảy mồ hôi. Mày bốn bà chảy mồ hôi hắn chán hồng mồ hôi mặt luôn á. Thôi em về trước nha chế. Rồi bye bye nha chế, em về nha. Ủa chế có đóng cửa lại không? Hả? Có đóng cửa lại không? Rồi lát cứ ginh cái tủ lạnh đi luôn á. Không có đâu, anh đi về rồi. Ginh cái tủ lạnh cái gì đi luôn á. Đó giờ còn xin phép về trước nha mọi người. Đó giờ cho chị đẹp làm việc với cắm rửa nha. Bye bye nha cả nhà. Chúc cả nhà xem cho còn một like, một chia sẻ nha. Nhớ đăng ký kênh của còn vlog nha cả nhà. Bye bye.